À, thưa quý vị và các bạn thì hôm nay thì mình có làm hai cái video để hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách mà làm chuồng nuôi con chim chỉ á, cho quý anh chị và các bạn nào mà ít tiền nuôi á. Nhưng mà mình có làm video hướng dẫn nhưng mà mình không có cái mẫu chuồng thực tế để cho quý vị và các bạn xem. Thì hôm nay sẵn dịp đi hỗ trợ khách hàng ở gần á, cắt mỏ chim thì mình sẽ quay cho các bạn cái mẫu chuồng của cái anh khách này hết sức là đơn giản luôn các bạn. Thì nó giống như là cái cách mình nói, cách mình hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu chuồng á, tận dụng lại chuồng heo hay chuồng gà gì đó, hoặc là những cái vật dụng mà rẻ tiền để đầu tư lúc ban đầu các bạn. Thì quý anh chị và các bạn nếu mà có quan tâm thì sẽ xem cái này thì có thể tham khảo ra để làm cái chuồng cho nó đơn giản khi mình mới bắt đầu nuôi, đặc biệt là những anh chị nào giống ít á. Thì mà các bạn xem cái mẫu chuồng của anh khách hàng của mình nha. À, đây các bạn, đây là cái chuồng gà của anh khách hàng nha các bạn. Cái chuồng gà hiện tại cũng đang nuôi gà nữa, nhưng mà anh cũng tận dụng một khúc để thử nuôi con chim chỉ. Thì con chim chỉ của anh nuôi đến nay cũng được hơn 2 tháng rồi, thì nó cũng khá là đạt các bạn. Các bạn thấy xung quanh, các bạn thấy mặc dù nó có chuồng gà nhưng mà nó cũng rất là đơn giản đúng không? Là nó y gan như là cái lúc mà mình cũng mới khởi nghiệp mình tận dụng mình làm gì nè các bạn. Lưới xung quanh là lưới chỉ thái nè, nhưng mà ở đây anh có hiện đại hơn chút xíu là dùng cái lưới kẽm nhỏ nữa đó. Nhưng mà cái nóc các bạn thấy hết hết sức đơn giản không đó. Xung quanh thì hiện tại thì anh cũng còn một ít gà nha, nhưng mà tận dụng khúc ngoài này để anh nuôi thử chim chỉ. Thì cái bầy này cũng hơn 2 tháng rồi, nó cũng đang cắn lông hơi chuỗi chuỗi, nhưng mà cắt mỏ thì do mới nuôi nhưng nên khách người ta hơi nhát tay cho nên mình qua mình hỗ trợ. Nhưng mà cũng nói với các bạn là mình chỉ hỗ trợ ở khu vực gần gần nhà thôi nha, hỗ trợ mấy việc này chỉ khu vực anh em khách nào thân thân cận ở gần nhà thôi nha, còn ở xa mình chỉ hướng dẫn qua video thôi nha các bạn, chứ ở xa mình không có chạy tới mình hỗ trợ được. Sẵn hôm nay mình hỗ trợ mình quay lại cái mẫu chuồng cho các bạn xem luôn đó. Bữa hôm mình làm video thì mình nói làm cái chuồng nuôi lớn dọn dẹn trong khoảng 500 ngàn. Thì các bạn xem đây, các bạn xem đây, cái đây nè, đây là cái mẫu thực tế luôn của khách hàng nè. Mình cũng hướng dẫn người ta tận dụng chuồng gà lại để nuôi nè các bạn. Các bạn thấy đều quá đơn giản không? Nếu mà mình không dùng cái lưới kẽm này thì mình dùng cái lưới chỉ như trên nóc này cũng được nè các bạn. Thấy không? Lưới chỉ này cũng trên nóc này cũng được bình thường thôi. Mình chỉ nuôi cái bầy đầu tiên là mình chỉ nuôi mình thử cái tay nghề với thử coi cái thị trường nó ra sao. Thì nếu mà thành công thì bắt đầu mình mới lấy cái đồng lời đó mình nuôi từ từ tiếp. Chứ mình chưa chưa có biết chắc chắn là mình nuôi được cái môn cái con vật nào thì mình không có nên đầu tư nhiều. Còn riêng với anh chị nào tiền nhiều thì mình không cần nói rồi. Tại vì thí dụ như mấy anh chị mà tiền nhiều có điều kiện thì bỏ ra một vài triệu để làm chuồng chắc chắn thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới kinh tế người ta. Còn những khách hàng mà giống như mình ngày xưa thì số tiền là mấy triệu bạc là rất là lớn các bạn. Khi mà mình chưa có làm công việc gì ra nhiều tiền thì số tiền vài triệu bạc nó rất là lớn. Cho nên là mình phải tận dụng hết những cái gì có sẵn để mình làm, khi nào thấy hiệu quả mình mới đầu tư tiếp các bạn. Ở đây mình thấy khu vực của anh khách này là hết sức lý tưởng luôn các bạn, hàng rào là có sẵn luôn, ở trong vườn cây cỏ thì rau cỏ thì có rất là nhiều, cái này rất là thích hợp để nuôi con chim chỉ này các bạn. Ở đây hiện tại anh cũng còn một số gà, hồi lúc trước thì anh nuôi gà thả vườn nha các bạn. Đó. Bây giờ anh muốn thử chuyển sang chim chỉ để thử ra sao. Này các bạn thấy không, chỉ cần một miếng mủ với vài cây tre là có thể che được cái trại gà hay là chim chỉ rồi. Đó. Các bạn thấy đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu mà phải cầu kỳ, phải tốn tiền các bạn. Đây gà, đây gà gà nuôi kiểu thả vườn nha các bạn.
thấy rõ các quý bà con và các bạn thấy thấy rõ cái trại chưa? Đơn giản thôi nhưng mà nó cũng vẫn hiệu quả như bình thường các bạn. Một cái điểm lưu ý khi mà quý anh chị và các bạn nuôi chim chỉ ở những cái chuồng đơn giản như thế này thì đó là cái giai đoạn mà mình ấm các bạn, trước khi thả cả chuồng bự như thế này thì giai đoạn mình ấm phải kỹ hơn, thời gian phải kéo dài hơn chút khoảng. Ví dụ như là cái chuồng nuôi mà mình đã làm kỹ á thì mình có thể ấm khoảng 35 40 ngày mình thả ra. Nhưng mà cái chuồng nuôi nó không có kín gió như vậy thì các bạn cần nên ấm trong cái giai đoạn ấm là khoảng 1 tháng rưỡi rồi thả bỏ ra đây thì nó sẽ an toàn hơn. Chứ hơn nữa vaccine này một kia mình phải làm đầy đủ. Tại vì cái chuồng như thế này thì gió mưa nào này kia chắc chắn là nó không có tránh khỏi cái mưa tạt gió lùa rồi. Cho nên là mình phải làm vaccine rồi cho kỹ nha các bạn. Chứ nuôi mình bỏ thí này kia, mình nuôi sử dụng mấy chuồng đơn giản mà nuôi bỏ thí này kia thì nó hao hụt rất là dữ. Thì cái ổ chim này thì bữa hổm mình giao là nó 90 con nha các bạn. 90 con. Khách ấm thì hình như hao đâu 5 6 con hả? 5 6 con. 5 6 con với bán lẻ 10 con hả? Bán lẻ được 10 con nữa. Là coi như cái vậy là cái đàn này còn khoảng 7 mấy con hả? 7 mấy con. Thì cái giai đoạn này thì con chim chỉ nó hay rất là cắn nhau, nó cắn nhau chụi chọc con sống hết trơn các bạn. Đây, cho nên là mình phải xử lý cái mỏ nó, mình để ý mình xử lý cái mỏ nó để cho nó cái tớp lông chính mà chuẩn bị nó ra thì sau này con chim nó sẽ được đẹp hơn, mướt hơn và dễ bán hơn. Ở đây là cái chuồng chưa có thiết kế được cái cửa hay là hai ngăn để mình cắt mỏ, cho nên là mình sử dụng cái bội nha các bạn. Mình bắt mình cắt xong mình sử dụng mình bỏ vô cái bội, bỏ vô cái bội để ghiền nó ra. Rồi chưa? Rồi. Kim điện cho nóng vô đi. Nóng rồi. Nóng phải không? Ăn cắt thì ăn đắp. Dở bội đi luôn. Vậy là xong rồi các bạn, gần tiếng hồ mình cắt mỏ khoảng hơn 7 mấy con chim xong rồi. Thì 7 mấy con chim nhốt trong hai cái bội nha các bạn. Cắt xong bỏ vô hai cái bội. Giờ nó thở quá, tại mình gượng bắt nó mệt á. Nên cắt mỏ nó hơi đau nữa, nó bị mệt. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem cái mỏ nó cắt sâu vô cái độ sâu như thế này nha các bạn. Thấy không? Chỉ cắt cái mỏ trên thôi nha các bạn. Cái này là mình quay lại thôi chứ mình làm rất là nhiều clip mình quay cận cảnh cái mỏ nó cắt mỏ trong mấy giai đoạn cho các bạn xem hết rồi. Trong kia bội nữa. Bà con và các bạn xem lại kỹ lại cái chuồng như thế này nha. Chuồng đơn giản như thế này thì mình nuôi cũng vẫn được nha các bạn. Chỉ cần cái công tác tiêm phòng ngừa bệnh nào đó mình làm cho kỹ chút xíu là được rồi. Với cái giai đoạn ấm thì mình đấm cho nó hơi bự xíu hả, cho nó ra đây. Tại vì xung quanh hai cái chuồng này thì nó không có được kín gió nè.
cho nên là chim phải bự bự một xíu, khoảng tháng rưỡi tuổi cho lên mình mới đem ra thả ngoài này được. Đó. Ở trên là toàn hoàn là hoàn toàn là bằng những cái lưới chỉ thái không à, đơn giản thôi, rất là rẻ tiền. Cái chuồng này chừng 200.000 cái gì không, 500.000 thì, cho nên nó 200.000 rẻ quá. Cái này nói chung là đâu có tốn gì đâu, này nó này là tại lúc trước làm chuồng gà thôi mà, coi như là tận dụng cái chạy gà, chỉ mua được tận dụng lại cái chạy gà thôi. Xung quanh thì lưới cũng như của gà xong chỉ tận lụng, chỉ mua cái miếng lưới thái gạo nóc trên là ok rồi. Vậy là chuồng này tốn không tới 100.000 nữa, không tới cái lưới thái nữa, cái lưới thái có 75.000. Video ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho quý anh chị và các bạn cái mẫu chuồng đơn giản rẻ tiền, là bằng cách là tận dụng lại những cái chuồng heo, chuồng gà sẵn có. Thì hôm nay mình đưa cái mẫu thực tế cho quý anh chị và các bạn xem. Thì video hôm nay thì mình xin kết thúc tại đây. Quý anh chị nào các bạn có quan tâm đến con chim chỉ á, thì các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký ủng hộ để theo dõi được những cái video tiếp theo về con chim chỉ, hoặc là những cái mô hình chăn nuôi hiệu quả khác ở trên kênh Chăn Nuôi Miền Tây. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ.